Công an quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Thực 20 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội để điều tra vụ án mạng xảy ra tại phố Bùi Xương Trạc vào đêm 20 tháng 10 vừa qua. Trước đó, vào đêm 20 tháng 10, Thực đến nhà một người bạn chơi ở phố Bùi Xương Trạc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Có mặt tại đây, nam thanh niên 20 tuổi này bắt gặp anh L. D. H. 32 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lúc này, anh Nguyễn đề nghị Thực cho quan hệ tình dục đồng tính nhưng Thực không đồng ý. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tấn công nhau, Thực bắt dao đâm nhiều nhát khiến anh Nguyễn tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.